Hôm bữa mình ơi, giờ ở nhà mình đi bằng chiều về hai đứa ngồi ôm nhau nó tối nó khóc chưa biết nấu ăn gì đâu. Gần nó có 6 tuổi, nhỏ em mới có 3. Những ký ức ngày xưa, những câu chuyện tình mà làm chúng ta rơi nước mắt. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị những câu chuyện tình như thế. Và ngay bây giờ Thiều Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ một cái cặp tình nhân. Đó là chú Đặng Văn Úc, 59 tuổi và cô Nguyễn Thị Kim Khuê, 61 tuổi. Tổng cộng số tuổi của hai người cộng là 120 tuổi. Và họ đã kết hôn là 39 năm rồi quý vị. Cô có tin không? Cảm động thương thôi chứ. Nghèo quá không tin. Cô tới một lần là cô thấy nhà nghèo lắm, nhỏ xíu à, nhưng mà nhà dột nát hết trơn. Nhưng bà già chồng rất là hiền, tự cho nó nghĩ ông vậy, nghĩ bà già chồng vậy thôi, ưng đại. Tức là cô lấy đồng ý lấy chú là vì tội nghiệp hoàn cảnh của chú. Đúng rồi. Còn chú muốn lấy cô là vì xấu xấu mình an tâm của mình. Vậy rồi cái ngày tân hôn của cô chú nó có nhiều cái tình cảm ở trong đó không ạ? À? Tới lui cũng cả tuần. Họ thẻ với bà hai, bà nói mày thương thiệt có không, thương thiệt thì kêu mẹ mày lên. Về nói với mẹ, mẹ nói ba con mới mất không có tiền. Mẹ cứ đi chịu miệng đi, con có tiền. Mà cái sự tích của chú đi coi vợ lên tới người ta hết hồn rồi. Sao rồi chú? Nhà mình dưới kinh, còn bác hai thì ở trên lộ. À, tức là nhà của cô trên lộ, nhà chú dưới kinh á. Nếu đi đường vòng thì 6 cây à. Mình đi đường tắt thì 3 cây à. Giờ chú có đi đường tắt không đúng không? Đi đường tắt không à, đi đường tắt cho nó mau. Bà già cầm cây dao dài vậy nè, giác dài quả quấn khăn đầu. Chú thì mang cây dao leo thốt lốt á. Hai mẹ con lộn đường đi. Đi lên tới nhà bác hai, cái mấy đứa em rồi đó, mấy người sớm đó nói, mày đi đâu vậy? Đi coi vợ đi đâu? Tao tưởng là mày đi đánh giặc chứ. Sao phải dắt dao theo? À, đi đường rừng, đi tắt 3 cây số đó. Rắn rít không à? Ồ, cô lúc đó là 20 tuổi hả cô hả? Lúc đó ông coi là cô 25 tuổi rồi. Hồi đó thì nó không có vụ đám cưới, là tuyên bố rồi. Cũng làm được 4 năm. Bận đồ thường thôi chứ không bận đồ cưới. Không có đồ cưới. Nhưng mà đãi nhà bác hai rồi 2 cái tuổi đó. Không ấy là thành thử ở cho nhà bác hai, vô chùa ở 3 ngày. 3 ngày mới đi đường rộng, đi vô nhà, đi đường sau. Tại cái tuổi không hạp thận. Tuổi không hạp là mình không đi vô cửa chính được. Không vô cửa chính được, bắt đầu mới xé cái lỗ bếp chui vô. Trời ơi. Mới ở được tới giờ đó chứ. Nhưng mà cô ơi, lúc đó cô tuổi thân không cô? Không đâu. Phải chứ mình không thương, cha mẹ ép thì mình tuổi. Dạ. Nên mình cũng xấu xí tật nguyền. Mình có được cái tình cảm mà mẹ chồng thương mình là được rồi. Dạ. Dạ. Cô nghĩ từ chỗ đó cô không nghĩ không có tuổi. Lúc dạ. Nói không hạp tuổi mà đi cưới làm gì? Ăn thua cái lòng của mình thôi chứ vậy đó có là cái gì đâu. Còn giàu nghèo do nơi cái số và cái lao động của mình thôi. Tụi em ráng cố gắng làm. Hai đứa cưới nhau được 3 tháng rưỡi là bà chồng mất. Rồi lúc đó cô có thai 2 tháng. Cũng 3 tháng 10 ngày cho bà chồng xong rồi mới đi làm mướn mà. Dạ. Đi cái này cái kia vậy đó. Mẹ của chú chết rồi cũng buồn nữa. Vũ với nhau đi mần mướn dài rồi về Long Bình bên vợ luôn. Nhưng mà trong thời gian đó là cô là đang có thai mà cô vẫn đi làm. Làm những cái công việc nào cô? Cô đi mua bán hay là đậu bắp đem về. Bắp trái hả cô hả? Dạ, bắp trái. Ví dụ một ngày cô đổi 5-6 bao vậy, bánh mì đổi mà gần 200 mẫu vậy. Lúc đó ông này cũng khổ, đi thì 200 đồng làm kiếm tiền xanh mà. Lúc đó cô mới sao? Lúc đó là 7 tháng mấy rồi. Nhưng ráng làm bị cha mẹ nghèo mà đâu có ai giúp đỡ được. Dạ. Rồi em múc cũng còn nhau nhúc, thành thử mình phải lo thân mình. Ông anh vợ á, ổng mới giao cho chiếc ghe chở cồn. Mà mẹ đẻ lớn có từng cầm máy đâu con, chỉ biết lái thôi. Nhưng nó gần xanh rồi, nó thôi sẵn chuyến này tôi qua bến mua than nó rẻ. Đầu đó cơ đi qua bến cái kẹt bán, ta chưa có tiền, nằm nó chờ. Tới chừng mua bao than đem về ở nhà hút bếp rồi. Cô ơi, cái lúc mà mình sanh cái người con đầu tiên á, mà không có chồng ở kế bên, cô có bị sợ không? Cô không sợ, chồng mình nghèo khổ đi làm chứ không có sợ gì hết. Cái mà con nó lớn lên được mấy tháng vậy đó, khổ quá khổ rồi về trong Hà Tiên cũng quê gì không á, ông đẩy xịp sáng đêm nằm ngoài biển sáng đêm đẩy, không có được cả năm vòng giữa ông cũng đẩy gì hoài đó. Tức là sanh người con thứ nhất là ở An Giang, yeah. Ở Long Bình, rồi người con thứ hai là ở đâu? Hà Tiên, Hà Tiên. Hà Tiên á, rồi đứa thứ ba? Thứ ba Đồng Tháp. Tôi sanh 3 người con khác nhau hết. Dạ. Có lúc mà khổ nhiều nhất là lúc có bộ thằng này. Dạ. Anh của ổng ở dưới cái Đồng Tháp nó lên gặp ổng nói ở dưới trên cơm dưới cá thôi mày đi theo tao. Đi thì chim đó không có đồng nào cho mình. Đi bộ tới Đồng Tháp luôn á. Trời, đi bộ từ đi bộ luôn. Từ đâu qua cô?
từ ở Ba Sài, tỉnh Biên đi. Ba Sài gần Đông Sương. Chỗ nào mà xe nó có tình cảm, nó kêu hai vợ chồng bắn hai con có gian. Đi mình mới sưng, sưng hết trơn luôn. Mà đói không có tiền ăn cơm đó. Cái cò lãnh cái người ta thấy tội nghiệp, ta cho cái chòi mà ta hồi đó ta nuôi bò đó, heo á, cái người ta đóng vạc cho ở, người ta nói bà xưng gì bà chích ngựa đi để đẻ, có gì làm băng bỏ con á, người ta cũng cho tiền vậy, mua bột làm bánh tiễn bán mà đâu nghĩ là mình sanh ra mua hết trơn đồ. Vô mụ khám nói cô không có chích ngựa được tại vì có dấu sanh rồi, cô đừng về, cô ra ngoài cô mua đồ em bé đi đặng sanh chứ không về kịp, cô còn đủ là mua cái nỉ mít lự cái cặp làm hai với hai cái đồ em bé. Không có còn tiền, tại mua được có ba ổ mì thôi, ăn nó lấy sức đẻ. Chị sanh hồi này lọt ra. Đi chợ mà, vô tình đi chợ. Vô tình đi chợ, sanh rớt ở chợ luôn. Dạ, tôi khóc cái bà đó, bà nói con đừng khóc. Để cô một con ăn. Mua gì cơm cô ăn rồi, con biết sức. Năm sáu chiều ông này thì ông mới cho người ra nói chị ra nói giùm vợ tôi con tôi trong này hai đứa nó đói. Ông ở nhà với hàng lớn rồi nằm bệnh bệnh viện đi cào có chặt chứ sao cũng đâu có hay tính mỗi bữa mình ơi vợ ở nhà mình đi bằng chiều về hai đứa ngồi ôm nhau nó tới nó không chưa biết nấu ăn gì đâu. Gần nó có 6 tuổi, nhỏ em có 3 tuổi thôi. Chết chết, thằng lớn nó ở đất ở nhà nó gặp cũng tới đây. Rồi đâu nó cũng biết bò rồi. Thằng thứ hai nó bệnh, nửa đêm nước tới đây mà chú cổng chạy lại tới trạm xá đâu cũng 2 cây. Thuốc giật nó tưởng nó chết queo rồi. Đó, thấy nó khỏe rồi, bà kêu về đặng nấu cháo. Đi nhớ nhỏ chạy xiết về dở mùng rồi không thấy nhỏ đâu. Rồi, nó bò lọt xuống nước rồi tôi đại quơ 2-3 cái xong đụng mà hên nó khói lọt đó xong thôi làm Phong đi rồi. Nếu ở đặng ráng chờ vô nước biển sao làm Phong đi rồi. Nghe cô chú kể mà thấy cái tầng cùng của cái sự khổ đau ha. Không biết tại sao lúc đó là cô chú là có thể vượt qua cô chú hả? Cha mẹ chết hết rồi. Dạ. Anh em nghèo đâu nhờ ai đâu. Mình nghĩ con mình vượt qua hết. Nó có gia đình mình chết cũng được. Giờ cũng lo cho Út. Chưa có gì. Tôi không biết chết ngày nào. Chú giờ hiện nay là ở nhà không hả? Đi bán số. Cô hiện tại giờ thì ở quan trên ba lá. Rồi thiếu máu cơ tim, nhịp tim chậm. Bởi đi bác sĩ nó bắt nhập viện ngoài cô đâu có nhập đâu. Đâu dám đi khám nữa rồi. Đi nhà khác là bắt nhập viện à. Người dân ta thấy lúc ông này bị bệnh rồi sao này từ đó cho mượn 5 triệu, 3 triệu vậy đó. Bệnh hoài đâu có tiền trả. Cái hàng lớn để tháng nào cũng dư nhiều, con trả cô chú 500, 700. Người ta nói con có lòng gì thì con trả nhiêu, con lấy nhiêu chứ con có đời. Bỏ nó trả cũng mấy năm nay cũng còn 31 triệu mấy trăm nữa. Tôi vừa mới cho được 10 triệu. Đi khám này kia giờ còn được 3 triệu 2 à. Tiền đó là để túi không chứ không có dám chạy. Sợ bất tử không có tiền. Rồi bây giờ là mình sống ở đâu? Ở Bình Dương này, Bình Dương. Đây, cũng che trời ở. Hai người con trai kia là có nhà riêng chưa? Cũng che trời ở vậy. Dạ, rồi còn người con trai này thôi. Dạ, còn thằng Út này chưa dạ. Vợ ở chung với... Chưa có vợ? Chưa. Mặn trong công ty trái ép đó bị chặt đứt rồi hai bạn luôn. Không đi trời rẫy. Gặp nó tôi khóc quá, nói mẹ đừng khóc. Con không sao. Nhưng mà khả năng lao động nó cũng không còn nhiều chú. Hai cái bàn tay đâu có sử dụng được. Anh nó dẫn theo giờ đi tế phụ đưa lên nó có nhẹ nhẹ vậy nè. Cho 100 cái tay đứt thì đâu có dám làm nặng. Bây giờ điều gì cô chú mong mỏi nhất? Có tiền trả người ta hết. Tiền tình, tiền nghĩa mình phải lo mình trả. Bán cái số 100, 200 ăn cũng được. Bây giờ thật chất cái người mà cho cô chú mượn tiền anh ta cũng hiểu cô chú. Dạ. Nó có nhiều trả ít thôi. Mấy đứa con trai đó. Dạ. Rồi mọi người phụ một chút có thể trả được. Con nghĩ là giờ cô chú phải lo sức khỏe cô chú trước rồi đã. Cô chú ơi, con hỏi nè. Trong suốt 30 mấy năm, gần 40 năm cô chú lấy nhau, cái khoảnh khắc nào để làm cho cô chú có thể cười tươi nhất? Vui nhất là cái gia đình hạnh phúc. Con cháu đồ rồi. Đối với cha mẹ thì rất là có hiếu. Nhưng tại nghèo thôi. Tại vì mình nghèo đâu có nói hay vấn đề vươn lên hơn người giàu có. Có những gia đình á, là khi khó quá đó, một là người vợ bỏ ra đi, hai là người chồng bỏ ra đi. Có bao giờ cô chú nghĩ đến điều đó không? Không có đâu.
vì con hết trơn. Cuộc đời mình không nghĩ mà nghĩ vì con mình thôi. Cảm vợ chồng không có sức mẻ, ổng lo cho cô lắm. Thế thì cô thèm gì ổng mua cho con ăn. Vợ chồng chia với nhau ăn chứ không có bao nhiêu phải như người ta. Mà ổng bữa ăn ngon mà ổng nhà nó không có. Cái câu chuyện của cô chú dường như là con không thấy được một cái ánh sáng ở đâu hết á. Nó tối thui à. Con rất là xúc động. Con cũng không biết là ở tương lai, không biết sau này là cô chú có một cái phép màu để có thể thay đổi được cuộc sống hay không. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái mật duy nhất cô chú có được đó là tình yêu của cô chú dành cho nhau. Chú ơi, từ xưa tới giờ thì có bao giờ cô chú viết thư cho nhau không? Không có đâu. Có lẽ là cũng cơm áo gạo tiền nên chắc cô chú cũng không có thời gian để nghĩ đến những cái điều lãng mạn. Thế mà hôm nay là trên tay con là đang cầm một cái lá thư của cô viết gửi cho chú. Không biết là chú bất ngờ. Chú bất ngờ lắm, con không biết là trong đây cô viết cái gì. Thì bây giờ con xin được phép, con mở ra con sẽ đọc cho chú cũng như là đọc cho quý vị khán giả nghe. Người vợ chồng nào giờ không có ấy rồi, nói mắc cỡ mà chưa mẹ. Nói mắc cỡ nên giờ phải viết cho cô. Dạ. Gửi ông, đã 40 năm chung sống, trải qua biết bao nhiêu đắng cay, khổ đau, thì chúng ta vẫn ở bên nhau, ngồi tại đây tham gia chương trình Tình Trăm Năm. Ngày ấy, bao nhiêu lần tôi từ chối tình cảm của ông, bao nhiêu lần ông vất vả đeo đuổi tôi đến cùng, chỉ vì tôi quá tự ti về ngoại hình của mình, không tin rằng tôi sẽ có người thực sự yêu thương. Cảm ơn ông vì đã không bao giờ từ bỏ. Nếu không có ông, tôi sẽ vẫn sống trong nỗi tự ti của mình. Chúng mình đã rất khổ. Con cái thì không học hành đầy đủ, nhưng may mắn, ba đứa con trai đều ngoan và là người tốt. Gia đình mình thật có phước phải không? Những lúc cả hai vợ chồng bệnh tật đầy người, nhất là lúc ông bị tai biến, tôi rất sợ. Tôi chỉ mong ông được sống để tôi còn lo cho ông. Mong hai chúng ta có chết thì hãy chết cùng nhau, sống thì vẫn ở bên nhau. Cảm ơn ông vì đến tận bây giờ tôi vẫn cảm nhận được rất rõ sự yêu thương chân thành của ông dành cho tôi. Thương ông. Ngài nói hoài tôi chết trước đi cho bà thấy con, bà chết trước tôi thù khổ. Tôi đâu có bằng gì được, đi đâu được nữa. Cô chú ơi, thật sự là câu chuyện cô chú là một chuyện tình không đẹp chút xíu nào cả. Chỉ có tình yêu của cô chú dành cho nhau là đẹp lắm. Ngọc Lan khóc rất là nhiều, Linh cũng rất là xúc động. Mà chắc chắn khán giả truyền hình cũng đang khóc về câu chuyện của cô chú đó. Thôi bây giờ chúng ta xem clip của các con cháu, để xem các con cháu gửi gắm cái gì cho mình nè. Hai tiếng uống gan, hai tiếng uống phổi, hai tiếng uống thận, rồi hai tiếng uống thoát vị địa đệm, cái thoái hóa cột sống, viết y đan như cái tủ thuốc tây vậy. Nhà này thì hồi trước kia về ở thì xin mấy cái quán lá người ta cây cũ đó, thì ở cũng 7-8 năm mà nó sạch. Chị em anh em trong xóm ta thấy vậy, ta tội nghiệp người ta mua ba cái sắt dây chai với thiết dây chai ta lợp lên, nay nó bị dột nữa. Cũng nhờ chú Hùng tới đây gặp nhà cửa dột xin người này kia anh em cô bác rồi giúp đỡ giùm được cái nhà cũng mừng mong ơn. Chứ tính rồi năm nay ông hồi mưa ướt nhẹt hết trơn luôn. Mưa đầu lắm đó, chỗ Út làm chưa kịp đó, phải căng cao su đỡ. Chiều chú lãnh với số chú bán 8-9 giờ chú về phía 3 giờ mấy 4 giờ đi nữa, đi lên chợ đầu mối bán cho nó.
Con chào ba mẹ. Con cảm ơn cha mẹ vì hồi đó tới giờ lo lắng cho con. Hồi nhỏ con không biết cha mẹ cực khổ, tới ngày đua đòi theo giống bạn bè. Giờ con lớn lên trải nghiệm cuộc sống, con mới biết là ba mẹ cực khổ con từ đó tới giờ. Kiếm từng đồng từng cát để lo cho con rất xin lỗi ba mẹ. Tai nạn này là hồi trước vô làm công ty xưởng gỗ đó, vô đang làm cái máy nó tự nhảy, cái là đứt tay không hay luôn. Người xung quanh thấy máu chảy ra vậy người ta mới la lên, mình mới biết mà đứt tay. Mình cũng có buồn, buồn chút đỉnh nha. Nhưng mà buồn cũng không được làm gì. Mình buồn cả mặt thì cho ba mẹ lo nữa. Mình lớn rồi mà không phụ giúp được gia đình gì nhiều. Con chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi với con, mạnh khỏe, mau hết bệnh này kia, sống chung với con cái để con cái báo hiếu sau này. Thì lúc nhỏ là cha mẹ cũng nghèo khổ, gửi cho bà ngoại ở quê, rồi ba mẹ mới đi lên Biển Hồ làm thuê làm mướn ở trên Biển Hồ. Cha mẹ làm cực khổ lắm, đi tới đâu cũng ở nhà người ta, ở sàn nhà người ta, chứ mấy cái chuồng bò rồi cho ở dưới rồi đâu cho chứ anh. Nhớ mẹ nước mùa nước nổi miền Tây hồi xưa đi cột khỉ luôn. Sáng nào mẹ cũng nấu khoai lang khoai mì. Mẹ đi trước mình đi sau xách giỏ, đi đâu ai có tiền thì mình bán bằng tiền, còn không có mình đổi bằng gạo. Hồi xưa đi học trễ lắm, 12-13 tuổi là mới học lớp 3-4. Nhớ cái đợt mẹ đổ bánh xèo đội bán, đội bằng mấy chục dĩa đá mình đó. Dĩa đá hồi xưa dĩa gà. Cái về học, về trễ giờ học, vô trường vô trễ, bàn chọc biết khóc thôi. Thấy ba mẹ khổ mà không biết sao giúp. Giờ con có gia đình, ba bốn ba đứa con, vợ ở nhà với con nó đâu có tiền để giúp cha mẹ. Cầu nguyện cho ba mẹ được khỏe, khoắn trong người, đừng có bệnh hoạn nữa. Chung thương ba mẹ nhiều, mà không có nói ra lời được. Nói chứ cuộc sống này nó cũng có nhiều tiêu cực nhưng mà rất là nhiều điều tích cực. Yeah. Chúng ta hãy nghĩ về những điều tích cực. Linh nghĩ rằng hạnh phúc sẽ được lan tỏa nếu như được hỗ trợ và được đồng hành với nhiều người, nhiều mạnh thường quân nữa. Yeah. Linh nghĩ rằng nếu được tiếp sức á, thì ba người con sẽ có một cách nào đó để phát triển kinh tế. Có điều kiện phát triển kinh tế. Nếu bây giờ thực chất mà nói đưa cho cô chú 10 triệu, 20 triệu cũng rồi không cũng không làm được gì cả. Rồi cô chú cũng xài hết thôi. Nhưng nếu như có một cái số vốn nào đó làm một điều gì đó cho con cô chú á, thì đây Quyền Linh sẵn sàng. Dạ dạ. Con nghĩ rằng là cô chú có thể bán một cái gì ở trước cửa nhà được đó. Đâu có nhiêu mỗi tập quá, đâu có nhiêu đâu. Chứ bây giờ nếu mà đi như thế chú đi không nổi đâu. Nói là bây giờ nè, cô chú sẽ về đóng một cái kệ đi. Thì nào đóng xong cái kệ tập quá đó, báo với Quyền Linh. Cô chú ráng chủ động liên hệ lại với con nè. Rồi con sẽ gửi rất là nhiều cái sản phẩm để cho để con để đó để cho cô chú bán. Và chắc chắn cái tiền tập quá đó sẽ ra đời. Phải làm điều đó. Chứ đi thế này cũng không chịu nổi đâu. Quyền Linh tin rằng bà con xung quanh sẽ hỗ trợ. Hỗ trợ ai cũng kêu mà bán đi mà con nó con không có vốn. Tiền tập quá đó Quyền Linh lo. Dạ. Yeah. Quyền Linh sẽ gửi tiền đóng kệ. Rồi sau đó đóng kệ xong, Quyền Linh sẽ lên để bổ sung vào tất cả những mặt hàng trong đó. Quyền Linh sẽ xuất vốn ra. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi chú cô ra. Đó là một trong những cái điều mà Linh nghĩ rằng chúng ta sẽ thành công. Với cô chú thì chắc có lẽ chỉ mong cô chú có sức khỏe thôi. Bao nhiêu năm như thế đã vượt qua rất nhiều giông bão rồi. Chừng nào đóng kệ xong, Quyền Linh sẽ có mặt. Dạ, chào được gì chứ mừng lắm. Dạ. Chú có muốn nói gì với cô không? Trong suốt 40 năm ở cùng nhau, đi cùng với nhau một đoạn đường dài như vậy. Thì nói chung ra thì 40 năm qua thì cũng chưa có được những gì để mà cởi mở nhau trong tự đáy lòng. Và cũng chưa có than phiền được những cái gì trong những sự mình đau khổ. Thì hôm nay tôi cũng nói với bà, sẵn trên một cái chương trình, bà có vui vẻ giáng sông với tôi. Bà đi kiếm tôi khổ lắm á. Giáng sông với tôi đi. Tôi sống lâu sức đời. Vì cảm ơn chú Quyền Linh Nicola. Cảm ơn chương trình đã giúp đỡ cho vợ chồng tôi. Quyền Linh sẽ gặp lại chú ở nhà nha. Dạ.
Đây là Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Với lời chúc là mong cô chú thật là nhiều sức khỏe. Và đây, đây là máy đo huyết áp Health Tech, rất là dễ xài, tí nữa ra con chỉ cho xài. Rồi. Để mình có thể đo được cái lượng đường rồi tim mạch đồ của mình để mình theo dõi sức khỏe. Còn đây là WeWell Yonchi, nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng. Tất cả những sản phẩm này nó rất là tốt cho sức khỏe của mình. Dạ. Một lần nữa con xin được cảm ơn cô chú đã tham gia chương trình và mong là cô chú sẽ giữ được cái sức khỏe và như là chú Quyền Linh nói là mong là cái tiệm tạp hóa đó nó sẽ phát triển và thành công. Nó sẽ thành công. Dạ. Vì chú dân tâm lắm. Dạ. Chú cười lên đây là con thích chú cười đó. Đó. Con sẽ gặp lại chú nha. Dạ, tiệm dạ. Tạp hóa Quyền Linh lo được chưa? Dạ. Vậy là tự tin rồi. Dạ. Sống khỏe để cho con cháu nó chăm sóc mình nha cô chú nha. Dạ. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:20 trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần. Cảm ơn WeWell Yonchi, nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ thì Quyền Linh, Ngọc Lan xin được phép chào tạm biệt.